mouse, huh? Is the funny one. Prince, with the prince. The fire, pretty, handsome prince. Ah. Then Steph says yes, and Steph from one side. Ding dong. They said that angry, and on the time, and it already it happened too long. So Cinderella looked at the old clock and see. And I remember the fairy godmother said, make sure go home at the stroke of midnight, 12 o'clock midnight. That, because if you don't go, everything will jump back to normal. Okay, that Danny. And remember that, oh, tới nhà là Bella kể chuyện hay quá. Làm bao hồi hộp, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Bella kể chuyện vậy, làm bao hồi hộp, không biết chuyện gì xảy ra. Không có chuyện gì đâu, về nhà ra. Cái máy của con chuông quá. Sao con không có máy, sao con coi phim được? Đóng cửa lại. Cái này. Con cầm cái bịch hồng đó của ba. Cầm cái bịch hồng bên này bé la. Bé la, cầm cái bịch hồng đó kìa. Cái cơm trải con đó, cầm đi. Big and ew. Let me pull it out. Don't get it.